Vâng, xin chào các anh chị và các bạn. Chào mừng các anh chị và các bạn đến với bài học tiếp theo. Bài học này thì tôi sẽ nói một chút về cái cách mà chúng ta sẽ xây dựng đội ngũ nhân sự, đội ngũ nhân viên bán hàng đối với ngành bán lẻ và ngành bán lẻ thời trang, đặc biệt là ngành thời trang mà chúng ta theo đuổi, thì nó chính là một ngành bán lẻ đặc thù, có đúng không ạ? Vậy thì chúng ta sẽ xây dựng đội ngũ như thế nào? Thì tôi sẽ đưa ra một vài gợi ý để các anh chị có thể tham khảo. Đầu tiên là phải phụ thuộc vào quy mô của chính các anh chị, lớn hay nhỏ cỡ nào, được chưa ạ? Tùy thuộc vào cái số người cần thực tế là bao nhiêu, cần những nhóm người gì. Thí dụ như là nếu mà các anh chị xây dựng ban lãnh đạo thì phải cần có người kinh doanh này, có người học về thiết kế thời trang này là tốt nhất, đúng không? Có người chuyên về bán hàng này, có người chuyên về tài chính kế toán. Nếu mà quy mô mà tiếp tục tăng lên hàng chục đến 20-30 cái cửa hàng hoặc là hàng trăm cửa hàng trên toàn quốc thì chúng ta sẽ kêu gọi thêm các nhà đầu tư, chứ chúng ta sẽ không kêu gọi thêm người vào ban lãnh đạo. Ban lãnh đạo chỉ khoảng 4-5 người là đẹp đấy. Chứ không phải là đây là như một cái chợ, càng đông người vào càng khó bàn, khó quyết định, đúng không ạ? Ai cũng cho rằng mình đúng, ai cũng cho rằng ý kiến của mình là cao nhất, vân vân. Thì đấy là cái hướng thứ nhất là về cái quy mô về nhân sự ban lãnh đạo. Và nếu như các bạn khởi nghiệp hay là các bạn định tung ra một cái thương hiệu thời trang, thì tôi nghĩ rằng là cái nhóm 3 người gồm có một người làm kinh doanh, một người làm thiết kế, một người làm tài chính, kế toán thì rất là tốt, có thể hỗ trợ nhau được. Nhìn chung là khoảng 3-5 người là các bạn có thể bắt đầu được với nhau rất là ok. Và thứ hai là các bạn đã xây dựng cái đội ngũ nhân sự bán hàng. Tùy vào cái số lượng quy mô như vậy thì tôi cũng sẽ gợi ý cho các bạn, đúng không? Thì các bạn cần sẽ quan tâm đến là nhân sự đó là ai, trình độ như thế nào, cái tính cách, cái tố chất, cái khả năng, năng lực của người đó là ra sao. Và tôi có một cái quan điểm về nhân sự là sẵn sàng đặt trên vai những người trẻ, những người chưa có kinh nghiệm, những cái vị trí quan trọng để họ thử thách. Nhưng mà với điều kiện là họ phải thích thử thách cơ. Có những người người ta không thích thử thách. Tôi cũng quản lý hàng chục nhân sự và hiện nay công ty của tôi thì cũng hơn 20 nhân viên, thì cũng tôi cũng hiểu cái điều đó một chút. Số lượng nhân sự của tôi thì cũng không phải là nhiều, nhưng mà tôi muốn nói là cũng có hiểu với một chút như vậy để các anh chị hình dung ra. Vâng, thế thì cái tuyển dụng ở đây thì chúng ta sẽ cần quan tâm đến quan điểm của nhân viên bán hàng ở đây là người ta có kỹ năng bán hàng hay không, người ta có muốn khát khao kiếm tiền hay không. Cái động lực kiếm tiền chân chính là cái động lực rất là tốt. Trước đây bên thương hiệu Crosspay của chúng tôi thì có một bạn nhân viên, bạn ấy luôn luôn là best seller của tất cả các tháng của chuỗi hàng chục cửa hàng, bởi vì bạn ấy gia đình cũng rất là khó khăn, bạn ấy rất là chịu khó bán hàng và chắt chiu từng cái cơ hội mà công ty đem đến. Thí dụ như là có 10 khách vào cửa hàng thì bạn ấy phải bán được 5-6 khách, 7 khách. Bạn ấy tìm mọi cách để có thể bán được hàng, để mà có được cái thu nhập cao lên, bởi vì cái cuộc sống sinh viên của bạn rất là khó khăn. Và hàng tháng lương của bạn ấy, lương bán hàng part time đâu, tôi nhớ cũng rất là lâu rồi, 4-5 năm trước thì cũng khoảng độ 6-7 triệu gì đó. Hồi đó như vậy đối với một cái sinh viên đi làm part time lương như thế khá là tốt. Thì tôi nghĩ rằng là cái nên lựa chọn những cái người như vậy là người ta không ngại khó, không ngại khổ, và người ta mong muốn kiếm tiền, người ta xin được làm thêm giờ, người ta rất chắt chiu những cơ hội mà công ty đem đến cho chúng ta. Đấy. Người ta có những cái ý thức bán hàng rất là tốt, không ngại bị từ chối, đúng không? Không ngại phục vụ, khách nào đến cũng rất niềm nở, cũng rất nhiệt tình, cũng rất là lễ phép, kiểu như thế, đúng không? Đấy, rồi thì cái khả năng giao tiếp, cái khả năng bán hàng rất là tốt. Thường những bạn như này cũng không phải là những bạn, nếu mà nhân viên bán hàng thường là nữ thì cũng không phải là xinh đâu. Tất nhiên xinh là một lợi thế rất là lớn, nhưng mà không phải những bạn best seller là những bạn xinh đâu. Tất nhiên những bạn xinh có thể là best seller, nhưng mà tôi nói rằng là không nhất thiết phải xinh thì mới trở thành best seller được. Đấy. Thế thì cái chuyện như vậy thì tôi thấy là tôi rút ra kinh nghiệm, chúng ta nên tuyển dụng những người như vậy, những người mà người ta có ý chí,
có mong muốn kiếm tiền, mong muốn vươn lên. Bởi vì có rất nhiều người là đi làm cho nó vui, giết thời gian, nhà em chẳng thiếu gì, chỉ thiếu tiền. Đấy, kiểu như thế, tư duy rất là buồn cười. Không thực sự nỗ lực, ngồi chơi nhắn tin không nhỉ? Ngáp ngắn ngáp dài, đúng không ạ? Nhân viên mà trong cái lúc mà không có khách, đấy, thì quy trình của công ty đã có rồi, không có khách thì làm gì? Đấy, kiểm tra hàng hóa, sắp xếp, lau chùi. Chán thì bắt đầu nâng cao, đọc sách vân vân. Thế nhưng mà rất nhiều người là ngồi chơi chat chít vân vân, hoặc là không làm thêm những việc ở trên mạng, bán hàng trên mạng, chăm fanpage cho chủ của mình để mà kiếm thêm thu nhập vân vân, đúng không? Đấy, và chúng ta cũng nên đặt cái cơ chế là lương cứng một phần và lương thưởng, thưởng doanh số theo lũy tiến, cứ doanh số càng cao thì sẽ được cái mức thu nhập cao. Đấy. Thế thì cái việc tuyển dụng thì nó có mấy cái cách như thế này. Cách thứ nhất là các bạn có thể đưa cái mức lương cao để các bạn tuyển người tốt vào. Sau đó các bạn sẽ đưa ra một cái nghệ thuật đàm phán về giá. Chẳng hạn như là mức lương có thể nhận được là 15 triệu, nhưng khởi đầu với mức lương là 5 triệu cộng doanh số áp, đúng không? Đấy, cách thứ hai là các bạn sẽ nhận lương cứng cũng rất là lớn và thưởng cũng rất là lớn, nhưng cam kết cái doanh số cũng phải là lớn. Nếu mà dưới cái mức doanh số đấy thì bạn sẽ không được nhận lương cứng hoặc là bị trừ một phần lương cứng. Đấy, hoặc là các bạn có thể đặt cái mức lương cứng thấp nhưng mà cho thưởng doanh số rất cao. Đấy, ví dụ bán được 1 triệu tiền hàng thì thưởng 200.000, tôi lấy ví dụ thế. Thưởng 10-20% thì các bạn sẽ rất là nỗ lực để bán. Và khi các bạn bán được thì các bạn sẽ càng cố gắng hơn nữa. Rồi chúng ta cũng cần phải chọn các cái kênh để mà tuyển dụng, đúng không? Các kênh tuyển dụng ở đây ví dụ như là các bạn có thể thông qua Facebook cá nhân, thông qua các cái trang tìm việc có trả phí hoặc là không có trả phí, kiểu như là Vietnam Works hay là Việc Làm hay tuyển dụng 24 giờ, vân vân, hoặc là những cái trang free như là giao vặt của Venice Express, vân vân. Các trang giao vặt, các trang tuyển dụng bây giờ rất là nhiều. Rồi thì chúng ta cũng có thể đưa lên các groups của Facebook. Chúng ta cũng có thể thông qua bạn bè để giới thiệu. Chúng ta cũng có thể chạy quảng cáo để tuyển dụng nhân sự. Hoặc là chúng ta có thể thông qua các công ty chuyên săn đầu người, Headhunt, chuyên săn đầu người. Thế là, và tất nhiên là săn đầu người thì họ sẽ tuyển toàn nhân sự cao cấp, trả tiền vài trăm đến cả vài nghìn đô la. Chứ còn cái vị trí sale bình thường một vài triệu mà nhân viên bán hàng thì cũng rất là ít headhunt người ta làm. Đấy. Hoặc là mình sẽ dùng một cái kênh nữa là dùng chính nhân viên giới thiệu việc làm, ví dụ giới thiệu người thân, bạn bè tham gia vào các hoạt động bán hàng. Tất nhiên là với điều kiện là doanh số phải tốt, với điều kiện là nhân viên phải được đãi ngộ tốt, thì từ đó thì chúng ta mới thông qua cái kênh này được. Thế còn mà người ta mà thấy mà mình làm chẳng ra gì thì người ta không giới thiệu vào đâu. Người ta đang muốn đi quá cơ, đúng không? Và đấy, sau đó thì chúng ta sẽ có một cái quy trình để mà sàng lọc và tuyển dụng hồ sơ. Đấy, thí dụ như là mình đăng tuyển, mình đưa ra yêu cầu, xong mình nhận hồ sơ, xong mình phỏng vấn, xong mình đào tạo, xong mình đưa đi làm. Đấy, thì cái quy trình của ai cũng thế. Đấy, tốt nhất là mình kiếm được những người mà có nhân sự tốt rồi thì càng tốt. Đấy, sau đó là mình đào tạo lý thuyết, mình đào tạo thực hành, mình thậm chí là đối với những công việc mà đòi hỏi sự khắt khe thì mình còn phải gửi sang nước ngoài, hoặc là mình phải gửi sang những cái showroom, những cái đơn vị đối tác để người ta huấn luyện trước cho mình, rồi sau mình sử dụng nó đỡ bỡ ngỡ, kiểu như thế. Đấy, thế thì rồi mình phải lương thưởng mình phải minh bạch, trả thưởng trả lương rõ ràng, đúng ngày đúng giờ. Đấy, thì phạt cũng phải một cách là tâm phục khẩu phục. Chứ nhiều người là khi nhân viên lương cao lên một chút là bắt đầu tìm cách tù mù là trừ cái này trừ cái kia để cái lương nhân viên nó không tăng. Tôi đã từng gặp phải những cái tình huống như thế, tôi đã từng biết được rất nhiều những cái câu chuyện như thế. Nên là về mặt quan điểm cá nhân là tôi không ủng hộ. Đấy, các bạn không có tiền thì các bạn trả lương thấp, các bạn phải chịu.
và các bạn động viên người lao động, các bạn đào tạo cho người lao động, các bạn định hướng cho người lao động. Còn nếu mà các bạn mà bán được và người lao động có doanh số cao, lương cao thì cứ để cho người ta làm, chứ đừng tiếc của người ta làm gì cả. Người ta càng kiếm được nhiều tiền tức là chúng ta càng kiếm được nhiều tiền, đừng có giữ của người ta. Rồi thì có những cái chính sách đãi ngộ nhân sự như là bảo hiểm y tế, hoặc thậm chí là bảo hiểm nước ngoài hoặc bảo hiểm của những cái đơn vị tư, đúng không? Đấy, mua cái gói bảo hiểm 10 triệu cho cả gia đình thì nhân sự họ rất là thích, kiểu như thế. Thay vì cái bảo hiểm xã hội mà mấy trăm nghìn bây giờ đi toàn uống thuốc linh tinh mà chúng ta vẫn hay thường thấy đấy. Tất nhiên nó phải liệu cơm gắp mắm, đúng không? Đấy, tôi cũng không có ý bài xích bảo hiểm xã hội, hay là tôi cũng không có ý là tôn vinh cái bảo hiểm tư hay là bảo hiểm nước ngoài. Ở đây là tùy liệu cơm gắp mắm. Nhưng rõ ràng rằng là nếu như mà nhân sự cấp cao và cái thu nhập cấp cao thì họ mong muốn được cái đãi ngộ ngoài cái tiền lương, tinh thần, vật chất thì họ còn được những cái giá trị gia tăng, phúc lợi xã hội nữa. Vâng, thế thì tôi cũng xin phép trao đổi như vậy một chút để cho các bạn hình dung ra. Và đặc biệt là các bạn quan tâm đến sale, bán hàng, quan tâm đến đội ngũ nhân sự. Và cuối cùng thì xin chúc các bạn thành công. Và rất mong muốn là những cái kiến thức, kinh nghiệm nho nhỏ của tôi chia sẻ được giúp các bạn định hướng ra cái công việc của mình và business marketing của bạn tốt hơn. Nếu các bạn có câu hỏi thì rất hân hạnh được phục vụ các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong bài học tiếp theo. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.